À, người UFO nó thương mình, nó dạy cho chú vài kỹ thuật. Ê Kiệt, tao chỉ cho mày cái bí kíp này. Giống như Nga Lan vậy, nó cũng bình thường lắm, nhưng mà UFO chỉ nó vài chiêu thôi, giờ nó thành tỷ phú đấy không? Nó chế ra được xe điện, nó còn đi không gian nữa. Thì giờ thì UFO lại phải không? UFO cũng là anh em với mình, cũng là con của Phật, con của cha, nhưng mà ở một cái nơi khác á, vì cái thời tiết và cái sự sống của nó khác, cho nên hình thù của nó thấp hơn mình, để nó ăn ít hơn và nó ngủ ít hơn. Thí dụ nó ăn ngày có một muỗng cơm, còn cái thân của mình bự hơn, cao hơn nó thấp hơn mình ngang vai. Còn mình phải ngủ ba tám chín tiếng, mình phải ăn ba bốn kỳ, đủ thứ chuyện xảy ra hết, thì mình không có thì giờ để làm việc. Thì người dưới vô nó cũng là anh em mình, nó nói được với chư vị, nó nói chuyện được với chư thần chư thiên của mình, nó nghe chứ không phải là nó không có nói được đâu. Thì lúc đó nó nói: "Ê Kiệt, tao chỉ cho mày vài chiêu nè, để cho mày giống như Ngạ Lan thì đâu biết được. Kiệt xin cha, có thể cha cho đó nghe, cho dưới vô dạy cho con đi, con dạy đây cho nước Việt. Những chuyện sẽ bất ngờ sẽ xảy ra, nhưng mà chuyện nó tóm lại, nước vị sau này nhỏ nhưng mà có võ,